Hòn Phụ Tử được biết đến như một kỳ quan thiên nhiên của vùng đất phương Nam và cũng là biểu tượng du lịch của tỉnh Kiên Giang. Thế nhưng thời gian trở lại đây, khu du lịch Hòn Phụ Tử đã gây không ít thất vọng lẫn bức xúc cho người dân lẫn du khách tham quan. Ngay sau đây sẽ là những câu trả lời cho những thất vọng này. Trước đây, khách du lịch đến Hà Tiên, Kiên Giang phần lớn đều mong được đặt chân đến khu du lịch Hòn Phụ Tử ở xã Bình An, huyện Kiên Lương để chiêm ngưỡng bức tranh sơn thủy hữu tình và hòa mình vào thiên nhiên vẫn còn nguyên nét hoang sơ kỳ thú. Vào những ngày đầu tháng 8 năm 2006, một sự cố thiên nhiên hy hữu xảy ra làm đổ sụp Hòn Phụ xuống biển trong sự ngỡ ngàng, nuối tiếc của rất nhiều người dân và khách du lịch. Ý định phục dựng lại nguyên mẫu Hòn Phụ cũng bất thành. Từ đó, khu du lịch Hòn Phụ Tử bắt đầu xuống cấp thảm hại. Kỳ quan thiên nhiên bị chiếm dụng dựng lều bạt, che chắn mở hàng quán buôn bán, kinh doanh hết sức xô bồ. Tình trạng chặt chém, chèo kéo khách du lịch cũng diễn ra phức tạp. Vì nếu muốn hoàn hảo hơn thì cũng xin đề nghị là các quán hàng ăn á, mình nên thu xếp cho nó vô một cái chỗ đặc biệt, chứ không phải chỗ bãi tắm, chỗ này là cái chỗ để mà gọi cho du khách để chụp hình á, thì không nên để cho quán hàng ăn ngay góc này. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai nữa là cần vệ sinh sạch sẽ ngay bãi tắm. Người dân và du khách hiện rất mong tỉnh Kiên Giang sớm quan tâm khôi phục lại khu du lịch Hòn Phụ Tử để không còn cảnh nhếch nhác vô cùng đáng buồn này.